Dạ, cửa hàng núi Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo cũng như là ship toàn quốc các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa Estin 024. Hàng này là hàng chuyên khai thác các bác nhé. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng chuyên nghiệp, đó, hàng khai thác muốn đầu tư cho mình một con cưa có thể đảm bảo một tí xíu về khai thác cả ngày, đó, cắt keo, cắt cành, đồ linh tinh, đó, thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý nhé. Bởi vì hệ Estin 024 nó là hàng chuyên khai thác rồi. Có lẽ là hệ Estin thì em nghĩ là cũng khó có thể nào mà có được con nào có thể qua được con Estin các bác nhá. Đó, bởi vì hãng Estin thì có lẽ là các bác nào đã sử dụng qua rồi thì biết hệ của nó thì siêu, của nó là siêu chịu lực luôn. Vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe các bác nhá. Đó, nhưng con, và cộng với điểm cộng nữa là linh kiện của nó thì cực kỳ dễ thay cũng như dễ sửa chữa. Đấy, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác con này. Con này thì công suất của nó là 42cc các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Còn cả 5 xích vào nữa thì tầm khoảng 5kg đến 5,5kg. Đấy, con này thì chuẩn hàng bãi Đức, made in Germany các bác nhá. Máy móc thì hàng quá là xuất sắc rồi, hàng như sưu tầm luôn các bác nhá. Tình trạng thì còn khoảng 90% nữa. Đây, tem mác của nó là chuẩn Nhật này. Đó, tem mác hướng dẫn sử dụng bản tiếng Nhật thì các bác. Bởi vì hệ này là hệ tiêu thụ và sử dụng tại Nhật Bản. Đó, và nhập về theo Việt Nam là theo đường hàng bãi. Máy móc thì tình trạng là chỉ một đời chủ tại bên Nhật thì các bác nhá. Còn về Việt Nam thì chưa hề có ai sử dụng cả. Đấy, máy móc thì em đã căn chỉnh và dọn đổ tất cả ngon lành hết rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về tất cả máy móc cũng như linh kiện của máy nhé. Đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Đấy. Đây, quay phần đây cho các bác xem qua. Tổng thể của cây máy nhá, quá là đẹp luôn các bác nhá. Công suất thì nói chung là tầm phân khúc cho các bác vào khai thác kéo tầm khoảng 5-7 đầu về thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý. Máy móc thì em đã tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 đã sẵn sàng rồi các bác nhá. Đó, máy vặn cái này thì cực kỳ chắc chắn. Các bác có kéo làm dài thì cũng không phải lan tan gì cả. Con này được sử dụng của nó là xích chung 325 các bác nhé. Xích chung 325. Còn xích này là xích nguyên zin của nó này. Xích nguyên zin mặt xích của nó thì còn rất là to rồi. Đấy. Về các bác nào sử dụng thì cũng không phải chê gì cả. Bởi vì hệ xích zin của nó thì xài cực kỳ bền các bác nhé. Lam của con này là 45 phân, mặt cắt 40 các bác nhé. Đó. Mặt tiền tổng thể của nó. Cái này thì nó hơi bị bong chóc một tí xíu thôi. Đây là về... cái mặt tiền thì nó hơi bị chóc một tí xíu thôi, còn nó không có ảnh hưởng gì máy cả. Chuẩn made in Germany, còn tổng thể máy móc thì quá là ngon lành luôn rồi. Thằng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Nòng hơi thì cứng cáp, con này thì em đã kiểm tra trái bi tông của nó thì còn sọc ngang luôn các bác nhá. Đảm bảo cho các bác có về xài không phải lan tan gì cả. Giật tính giật máy này cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, máy móc em đã căn chỉnh và dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Bình xăng của nó là bình xăng trong các bác nhá. Bình xăng đời cao, bình xăng trong cho các bác nào kiểm soát được lượng xăng ở trong máy cực kỳ dễ dàng các bác nhá. Đó, và giá hiện tại con này thì em bán với giá là 5.300.000. 5.300.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Đó, và cửa hàng chúng em thì có ship toàn quốc các bác nhá. Giá chỉ 5.300.000 miễn phí ship tặng kèm phụ kiện. Nên là các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Giá thì đảm bảo cho các bác là em nghĩ là cũng khó có cửa hàng nào mà có thể có được một cái giá hỗ trợ tốt như thế này. Đấy. Nên là mà máy móc thì tình trạng thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, nếu mà trên thị trường thì hiện tại nếu mà dòng này thì em nghĩ là nhiều cửa hàng khác phải bán tầm khoảng 5.500.000 đến khoảng 5.700.000. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em. Chào các bác, hẹn các bác một video sau.